cổ động viên Barcelona tấn công xe buýt chở đội nhà. Thầy trò huấn luyện viên Xavi gặp sự cố khi đến sân tham dự trận tứ kết lượt về cúp C1 gặp PSG vào rạng sáng ngày 17 tháng 4. Theo Marca, xe buýt chở các thành viên của Barcelona bị cổ động viên tấn công trên đường đến sân Olimpico, nơi diễn ra trận tứ kết lượt về với PSG. Những kẻ quá khích ném hàng loạt pháo sáng, gạch đá về phía chiếc xe buýt, kèm theo những câu chửi rủa. Tuy nhiên, đó lại chính là những cổ động viên của đội chủ nhà Barcelona. Do làn khói dày đặc từ pháo sáng, người hâm mộ đã không phân biệt được đâu là xe buýt của đội nhà và PSG, tờ báo Tây Ban Nha cho biết. Hai cầu thủ của Barca, Marc Guiu và Iñaki Peña tỏ rõ sự bất ngờ khi bị người hâm mộ nhà tấn công, họ đã ném gạch đá về phía chúng tôi. Đó là sự thật. Có lẽ cổ động viên tưởng nhầm đó là xe buýt của PSG. Sự cố trước trận dường như báo hiệu ngày thi đấu không như ý của thầy trò huấn luyện viên Xavi. Barca có bàn dẫn trước nhưng lại để PSG thắng ngược 1-4, qua đó nói lời chia tay Champions League sau thất bại với tổng tỷ số 6-4. Kể từ khi chia tay Lionel Messi, Blaugrana vẫn chưa từng góp mặt ở bán kết giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu. Trong thất bại này, huấn luyện viên Xavi và Ronald Araujo phải nhận thẻ đỏ. Khi vào phòng họp báo, vị thuyền trưởng của Barca không tiếc lời chỉ trích trọng tài Kovac, ông ta là thảm họa. Chẳng có gì phải bàn vì trọng tài đã phá hủy trận đấu. Trọng tài hôm nay thật kỳ lạ. Thật buồn khi giấc mơ Champions League của chúng tôi lại bị kết thúc bởi sai lầm của ông ta. Trong khi đó, chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi bày tỏ sự tự hào, một trong những khoảnh khắc yêu thích nhất của tôi cùng PSG. Chúng tôi đang làm rạng danh bóng đá Pháp. PSG có những người hâm mộ tuyệt vời nhất. Sau khi vượt qua Barca, PSG sẽ gặp Dortmund ở bán kết Champions League. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.